Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sẽ giảm bớt thủ tục xét duyệt đối tượng điều kiện thuê mua nhà ở xã hội. Thủ phủ công nghiệp miền Bắc muốn xây 75.000 căn nhà ở xã hội. Giá nhà trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh vượt ngưỡng 7 tỷ đồng. Thưa quý vị, để giảm bớt thủ tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc xét duyệt đối tượng, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội Tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đã đề xuất một số điểm mới cho các đối tượng đủ điều kiện dễ tiếp cận mua, thuê mua loại hình nhà ở này. Đến nay cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn với tổng diện tích hơn 7,9 triệu m2. Đang tiếp tục triển khai 294 dự án bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn với tổng diện tích khoảng 14,4 triệu m2. Mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng như trên nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chính là do thiếu quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cơ chế khuyến khích chủ đầu tư chưa thực chất, chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp, nguồn vốn vay ưu đãi còn nhiều hạn chế, điều kiện mua nhà ở xã hội còn vướng mắc theo Bộ Xây dựng, Chính phủ đang tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội, sau khi lấy ý kiến lần thứ một tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, trong đó, để giảm bớt thủ tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc xét duyệt đối tượng, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất với trường hợp công nhân, người lao động thuê nhà lưu trú công nhân, chỉ cần hợp đồng lao động và xác nhận đang làm việc của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Trường hợp thuê nhà ở xã hội thì chỉ cần đáp ứng là đối tượng. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ quy định đáp ứng hai điều kiện là có thu nhập thấp, có khó khăn về nhà ở và bỏ điều kiện xác nhận cư trú. Về vay vốn, Bộ xây dựng cho biết, dự thảo luật nhà ở sửa đổi tiếp tục kế thừa quy định của luật nhà ở trong năm 2014 theo hướng các đối tượng đủ điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với chủ đầu tư, thuộc nhóm đối tượng được vay vốn ưu đãi, điều kiện được vay phải đáp ứng quy định theo pháp luật về tín dụng. Thưa quý vị, Bắc Giang đặt mục tiêu phát triển được 75.000 căn nhà ở xã hội để đáp ứng cho 90% công nhân có nhu cầu nhà ở đến năm 2030. Mục tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nêu trong quyết định điều chỉnh bổ sung đề án phát triển xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2050. Trước đó năm 2021, Bắc Giang đã ban hành đề án 629 với mục tiêu phát triển 100.000 căn nhà ở xã hội cho 339.000 công nhân đến năm 2025 và 250.000 căn cho 763.000 công nhân đến năm 2030. Tuy nhiên, Bắc Giang thừa nhận dự báo trên chưa sát với tình hình thực tế cả về số lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và nhu cầu về nhà ở xã hội của người lao động. Căn cứ kết quả điều tra mới nhất, Bắc Giang cho biết số lượng công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội đến năm 2025 là gần 57.300 người, đến năm 2030 là trên 104.200 người. Do đó, tỉnh điều chỉnh lại kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế, cũng như khớp với chỉ tiêu chính phủ giao. Và với mục tiêu nêu trên, Bắc Giang là địa phương có kế hoạch cao thứ nhì toàn quốc chỉ sau Bình Dương Hiện tại, địa phương này triển khai 15 dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội ở Bắc Giang vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng hầu hết dự án đều chậm so với kế hoạch đặt ra như chậm thẩm định chủ trương đầu tư, các thủ tục về môi trường. Thời gian qua, Bắc Giang vươn trở thành một trong những thủ phủ khu công nghiệp của miền Bắc với tỷ lệ lấp đầy cao. Giai đoạn 2021-2025, Bắc Giang có 9 khu công nghiệp, gồm 6 khu hiện hữu và 3 khu đã trong quy hoạch. Đến năm 2030, tỉnh này dự kiến hoàn thành thêm 20 khu công nghiệp khác với hơn nửa triệu công nhân. Cũng nhờ làn sóng phát triển khu công nghiệp, bất động sản tại Bắc Giang trở thành một trong những thị trường sôi động nhất miền Bắc trong khoảng 5 năm gần đây. Tuy nhiên hiện nay cùng với diễn biến chung, thị trường bất động sản tại đây phần lớn rơi vào tình cảnh mất thanh khoản, sụt giảm giá mạnh. Thưa quý vị, báo cáo chỉ số về khả năng chi trả nhà ở tại châu Á Thái Bình Dương 2023 của ULI cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố có mức giá nhà trung bình trong khu vực châu Á, nhưng lại chênh lệch khá lớn so với thu nhập của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá nhà trung bình hơn 7 tỷ đồng, trong khi thu nhập trung bình của một hộ gia đình chỉ hơn 217 triệu đồng một năm ở khu vực châu Á, chỉ số giá nhà trên thu nhập tại thành phố Hồ Chí Minh là 32,5, chỉ xếp sau thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc và còn lại cao hơn cả Bắc Kinh, Thượng Hải, Seoul, Tokyo. Tại thành phố Hà Nội, chỉ số này ở mức 18,3. Mức thu nhập trung bình năm của hộ gia đình là 9.967 đô la Mỹ một năm, hơn 237 triệu đồng, cao hơn Seoul 17,3, Tokyo 16,1, nhà ở thương mại Singapore 13,7. Bên cạnh đó, ở thị trường nhà ở cho thuê, giá thuê trung bình hàng tháng cho mỗi căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh là 592 đô la Mỹ, hơn 14 triệu đồng. Đây là thị trường chủ yếu phù hợp với nhóm lao động trẻ có thu nhập cao hoặc nhóm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, giá thuê nhà chỉ được xem ở mức phải chăng khi chi phí dành cho nhà ở chiếm khoảng 30% tổng thu nhập hàng tháng của mỗi người. Trong khi lợi nhuận cho thuê đối với các sản phẩm nhà ở giá rẻ như nhà ở công nhân tương đối thấp thì nhu cầu và công suất sử dụng lại cao. Phó giám đốc trưởng bộ phận nghiên cứu và S22M Savills thành phố Hồ Chí Minh nhận định, phần lớn người dân ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể chi trả cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền, căn hộ hạng C. Tuy nhiên những căn hộ vừa túi tiền có giá từ 2 đến 4 tỷ đồng lại có nguồn cung khá thấp. Trước đây, dòng sản phẩm này chiếm tỷ lệ khoảng 60% trong nguồn cung của thị trường, nhưng đến nay chỉ chiếm khoảng 25%. Nguồn cung hạn chế khiến cơ hội sở hữu nhà của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, chính sách hỗ trợ của nhà nước là mấu chốt để giải bài toán chi trả cho người dân trong vấn đề nhà ở. Kinh nghiệm thực tiễn của nhiều quốc gia khác nhau đã cho thấy những tác động tích cực của các giải pháp nhà ở đối với phát triển kinh tế xã hội. Vị chuyên gia này cho biết, không giống như nhà ở xã hội với các yêu cầu quy hoạch nghiêm ngặt và giới hạn lợi nhuận là 10%, các nhà đầu tư tư nhân vẫn có khả năng xây dựng nhà ở giá rẻ để sinh lời. Trung Quốc, Ấn Độ có thị trường nhà ở giá rẻ và công nhân phát triển mạnh mẽ, sinh lời cho các nhà đầu tư tư nhân. Nhưng tại Việt Nam, các nhà phát triển đã tìm kiếm cơ hội ở phân khúc khác và vẫn chưa khai thác được doanh thu từ phân khúc nhà ở giá rẻ những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại